Tàu chiến mang được gần 500 tên lửa của Nga mạnh tới nhường nào? Từ dương hạm Đô Đốc, Nakhimov là một trong số bốn tàu chiến mạnh nhất từng được đóng từ thời Liên Xô, tới nay đã chuẩn bị quay trở lại phục vụ hải quân Nga sau khi được hiện đại hóa. Tuần dương hạm hạt nhân Đô Đốc, Nakhimov là chiếc thứ ba thuộc lớp Kirov. Nó được khởi đóng ngày 17 tháng 5 năm 1983, hạ thủy ngày 25 tháng 4 năm 1986, chính thức vào biên chế ngày 30 tháng 12 năm 1988. Hoàn thành sau khi Liên Xô bắt đầu suy thoái, các chiến hạm khổng lồ này chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn và sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, chúng được neo tại cảng chờ sửa chữa hoặc tái sử dụng. Đại diện nhà máy đóng tàu Seamas cho biết, sau một thời gian tương đối dài gần 5 năm tiến hành đại tu và nâng cấp thì cho đến nay, công việc cơ bản đã hoàn thành. Dự kiến trong năm 2021, con tàu sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển cấp nhà máy và đến cuối năm 2022, tuần dương hạm hạng nặng này sẽ trở lại hạm đội. Chỉ còn rất ít thời gian để chờ đợi và sự lo lắng ở phương Tây là điều dễ hiểu, bởi con tàu này thực sự có khả năng thay đổi cán cân quyền lực ở khắp các đại dương thế giới. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tàu tuần dương hạt nhân đô đốc Nakhimov nâng cấp sẽ là con tàu mạnh nhất thế giới khi được trang bị tới 240 tên lửa tấn công và 240 tên lửa phòng không. Con tàu sẽ có hệ thống phòng không mới, bao gồm các bệ phóng thẳng đứng 9K96 Redux, còn được gọi là Polymer Redux, số lượng 30 khối với 8 ống phóng và tổ hợp phòng không 42S6 Morpheus tầm ngắn 8x8, tính năng tương tự Iron Dome. Từ dương hạm đô đốc Nakhimov còn nhận được tổ hợp bệ phóng hợp nhất đa năng UKSK 3S14, cơ số 30 x 8, có thể phóng nhiều loại tên lửa khác nhau, chẳng hạn như 3M54 Khalid, 3M55 Olyx và tên lửa siêu thanh đầy hứa hẹn 3M22 Zikron. Ngoài ra, chiếc chiến hạm này dự kiến sẽ nhận được tổ hợp chống ngầm cỡ nhỏ packet NK 4x4 được thiết kế để tiêu diệt ngư lôi và tàu ngầm của đối phương trong khu vực gần, cũng như hệ thống vũ khí chống ngầm dựa trên tên lửa 91RE1. Chiếc đô đốc Nakhimov trang bị một bệ pháo phổ thông A-190 Universal cỡ nòng 100mm, có tốc độ bắn 80 phát một phút thay cho vào AK-130 thế hệ cũ và bốn bệ pháo tự động 30mm AK-630 dùng để phòng không hay diệt mục tiêu nhỏ. Thành phần radar của tàu và hệ thống điều khiển cũng thay đổi đáng kể. Đô đốc Nakhimov sẽ nhận được radar Puma-02 SUAR, radar phát hiện và nhắm mục tiêu 3 tọa độ Fuker đi kèm với radar cảnh giới 3 tọa độ Fregat M2M. Bên cạnh đó, mỗi hệ thống phòng không lại có một nhóm radar của riêng mình, giúp chúng có thể độc lập tác chiến trong trường hợp mất kết nối với radar chính của tàu. Theo nhận xét từ nhiều chuyên gia quân sự, việc đánh bại một con tàu có lượng giãn nước lớn lên tới 24.000 tấn và di chuyển ở tốc độ 32 hải lý một giờ như vậy sẽ là rất khó khăn. Phương án mà Hải quân NATO có thể đưa ra để đối phó tuần dương hạm đô đốc Nakhimov nâng cấp, có lẽ chỉ là tăng cường sức mạnh cho các biên đội tàu sân bay cũng như tàu ngầm tấn công có độ yên lặng cao, vì các tàu chiến khác khó mà đối đầu trực diện được với. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ